về nha bà con. Mấy anh là T65 nè, 2 triệu con nè, anh ở 40 bả dê bạc đạn nè, đầy đủ nè. Đây có mấy máy xe nè, cái xe có cách nước đầy đủ nha, ba con này có ba cách nước đầy đủ nha. Con em là chủ yếu bán đủ đồ cho bà con luôn nha, cách nước cách đồ đầy đủ nè. Alo. Dạ đúng rồi. Đây mấy máy xe này có cách nước hết trơn nha ba con. Con bự này như đây. Đây. À, 3T66 nè. Đây. 3T66 nha. Là 10.3 ngựa. 2900 vòng trên phút. À, cách nước đầy đủ nha. Cô e bơ lửa đầy đủ luôn. Ở đây con 3T mấy đây. Em quay con nào bự vậy? À tao quay con F. À 3T74 là 20 ngựa, 2500 vòng trên phút, 3T74 đó, có cách nước đầy đủ luôn. Đây là Kubota 72 đây. Đó, đầy đủ là con xài đó. Đây có nén gửi xe luôn nè, hay nè, chung với KD nè, đây, nén gửi xe của Nhật luôn nè, quá trời băng luôn nha. KD màu đen luôn rồi, màu đỏ luôn kìa. KD 34 gì đó. 3T63 với 3T74 nha bà con. Đó 3T66 chứ. À 3T66. Chúng ta 74. 3T74 luôn nè, từ một chà bá nè. Cấp nước đầy đủ ha, bên em bán đầy đủ cấp nước bà con luôn nha. Đây. Cấp nước cấp gió đầy đủ. Đây. Ồ cái tay quay này đã không con, tay quay dài sọc nè. Của con ra chuỗi nè, ra nè, ra 6 nè. Anh ở ở 90 nè. Quay là chạy rồi. Đây anh ở 40 50 đã dê bạc đạn đầy đủ nè. F4 rồi nè. Còn đây là IA 35. Đó IA 80. Bình bổng rồi còn luôn nha, của em về để nguyên xiên nha. Đây 80. Bình bổng rồi còn. Này chắc chạy rồi. Ra 80. Đây đi, họ gửi ra nó thiệt. Ra 80 anh F80 có đề nè, bạc bé kim đó nha. Anh F3D8 có đề nè. Và đây con KG KS 650, anh ở 50 bạc tạng luôn nha. Đây. Isaki luôn nè. Anh ở 50 bạc tạng luôn á. Còn đây. IC 70, IS 70. Còn đây, IC 90. IS 90. IS 90 bạc tạng luôn nha.